Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hòa chung trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2024 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Được sự nhất trí của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, hôm nay cán bộ và nhân dân thôn 1 long trọng tổ chức đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 làng Trung Hà. Về dự đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Về phía lãnh đạo xã, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Đang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Hưng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về dự buổi lễ hôm nay còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trưởng các ban ngành đoàn thể, hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Trung Châu, các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn đã về dự đông đủ. Về dự đêm giao lưu văn nghệ hôm nay còn có các đồng chí đại diện ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non Trung Châu và trạm y tế xã Trung Châu. Về phía lãnh đạo thôn, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Huân, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 1. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thiện Đạt, trưởng thôn 1. Cùng các đồng chí trong ban chi ủy, chính quyền thôn, chi hội trưởng các đoàn thể thôn cùng toàn thể nhân dân trong thôn đã về dự đông đủ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, về dự chung vui buổi lễ hôm nay còn có các câu lạc bộ văn hóa các thôn, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 2, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 3, thôn 4, thôn 5, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 6 và câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 7. Bên cạnh đó thì còn có câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 rất vinh dự được đón câu lạc bộ văn hóa các xã Thọ An, câu lạc bộ văn hóa xã Phương Đình của huyện Đan Phượng và câu lạc bộ văn hóa xã Hát Môn của huyện Phúc Thọ. Xin mời chúng ta hãy cùng dành một tràng tay nồng nhiệt hơn nữa để chào đón các câu lạc bộ đã tham gia trong đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay ạ. Vâng, và để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Duy Hưng, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hòa trong không khí tưng bừng của toàn đảng, toàn dân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Được sự đồng ý của chi ủy, chi bộ, mặt trận tổ quốc thôn 1, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 làng Trung Hà. Thay mặt câu lạc bộ và ban tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, cách đây 79 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh,
nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Cách mạng tháng 8 là kết tinh của tinh thần ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng tháng 8 đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của cách mạng tháng 8 vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và để ghi nhớ và ca ngợi những chiến thắng hào hùng, những hy sinh to lớn của cha ông cho độc lập, tự do, hạnh phúc của chúng ta, đêm hôm nay, Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật thôn 1 đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc và ý nghĩa, những bài ca năm tháng ca ngợi Tổ quốc và yêu quê hương đất nước, những làn điệu múa được các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện qua những tác phẩm được mang tên trên sân khấu hôm nay sẽ đem lại sự hài lòng cho các quý vị đại biểu và quý khán giả. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức câu lạc bộ, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ. Xin kính chúc các ca sĩ, nghệ sĩ tự tin đem hết tâm huyết, cống hiến hết mình cho đêm giao lưu văn nghệ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng quý khán giả và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, rất vinh dự cho câu lạc bộ hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn về dự và có những lãng hoa tươi thắm và quà chúc mừng cho câu lạc bộ ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Đang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên tặng hoa và quà câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Xin trân trọng kính mời ông Trần Duy Hưng, Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật thôn 1 lên nhận hoa. Xin quý vị sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Huân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 1 và ông Đỗ Thiện Đạt, Trưởng thôn 1 lên tặng hoa câu lạc bộ ạ. Xin trân trọng kính mời ông Trần Duy Hưng, Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật thôn 1 và ông Hoàng Yến, Cố vấn chuyên môn câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật thôn 1 lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời ạ. Một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tình cảm của ban ngành đoàn thể đã dành cho câu lạc bộ ngày hôm nay ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong những sáng tác mừng ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ca khúc Đất nước chọn niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, là một trong những ca khúc hay nhất đi vào lòng người của bao thế hệ người Việt. Mỗi khi giai điệu rộn ràng, tươi vui của ca khúc Hải Hoàn ca ấy vang lên, mỗi người Việt Nam lại như được sống trong không khí náo nức, dạo dực của ngày chiến thắng.
40 năm đã trôi qua, nhưng ca khúc Đất nước chọn niềm vui vẫn in đậm trong lòng công chúng của những người yêu âm nhạc của cả nước. Và ngay sau đây sẽ không để quý vị phải đợi lâu, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Đất nước chọn niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà với phần trình bày của Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Thôn 1. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Vâng, xin được cảm ơn các nghệ sĩ của Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Thôn 1 ạ. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa Dòng máu Lạc Hồng với phần trình bày của Câu lạc bộ Dưỡng sinh Hội người cao tuổi Thôn 1 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ soi hào hùng. Có con sông chạy quanh, nào ta hát khúc hát Lạc Hồng, là muôn cánh chim bay dập biển Đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Chạy trong tim mê, nòi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ soi hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát Lạc Hồng, là muôn cánh chim bay dập biển Đông.
Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Vô cùng đặc sắc của câu lạc bộ dưỡng sinh hội người cao tuổi thôn 1 ạ. Vâng, với những giai điệu hào hùng, chắc chắn Thanh Trúc tin rằng trong lòng của quý vị chắc chắn sẽ trào dâng một nỗi niềm yêu nước vô bờ bến trong những ngày cả dân tộc đang sục sôi hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, non sông thu về một mối, phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, với hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc gắn liền quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, công cuộc chiến đấu và bảo vệ độc lập của dân tộc như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của các nhạc sĩ. Ca khúc Giai điệu Tổ quốc tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, được sáng tác trong những năm tháng cả nước sống trong cuộc chiến đấu tranh ác liệt để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Với những ca từ ngọt ngào, giai điệu tha thiết đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước nồng nàn trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam cho các thế hệ của hôm nay và cả mai sau. Và tiếp theo chương trình, Thanh Trúc xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Giai điệu Tổ quốc tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với phần trình bày của ca sĩ Trần Hoàn đến từ thôn 2. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Vâng, Trần Hoàn xin kính chào toàn thể quý vị đại biểu. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu trong những đêm. Tôi nghe trong lời yêu thương, tôi nghe trong lời tha thiết, phút hành quân mẹ tiễn con đi. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy tháng ngày này đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi hồn thiêng trong tiếng chiếc đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan. Giai điệu cháy, giai điệu thương đất nước con người. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương,
đời bóng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng con, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bóng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Trần Hoàn rất nhiều với tiết mục vô cùng ý nghĩa ạ. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục nhảy dân vũ trên nền nhạc ca khúc Gửi Về Quan Họ với phần trình bày của câu lạc bộ dưỡng sinh thôn 7 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Sâu nụ cười thầm
trong ta áo tứ tần đi hội mùa xuân. Bộ dưỡng sinh thôn 7 Trung Hà. Vâng, và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu, với phần trình bày của ca sĩ Tố Uyên và ca sĩ Lê Tỉnh đến từ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật xã Thọ An. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
vượt qua. Phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá, mùa thu xa biển cả theo dòng lướt mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Và những người dân Trung Châu hy vọng rằng sẽ còn được đón nhiều lần nữa các ca sĩ ở trên sân khấu này ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, Bác Hồ, người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết và sự nguyệt của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã đi xa, nhưng hình ảnh và tư tưởng về một vị lãnh tụ đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể, còn mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Bác Hồ, một con người giản dị nhưng toát lên linh hồn của cả một dân tộc. Và những ngày quốc khánh sắp đến, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của thôn 1 xin được gửi tới người tiết mục múa lời ca dâng Bác để thể hiện lòng biết ơn vô vàn đối với Bác Hồ kính yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa ngay sau đây. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bác. Nhớ tới đồng bào miền Nam, bao núi bao sông, mấy nghĩa mấy Nam như tâm
trong tim miền Nam in bóng hình của Bác, tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt, nhớ tới người từng phút quyết giữ trọn niềm tin. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục múa rất đẹp vừa rồi đúng không ạ? Vâng, và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Duy Thái, ca khúc Khúc Dân Ca Một Câu Quan Họ, với phần trình bày của ca sĩ Ngọc Lâm và Thu Hà đến từ Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật xã Phương Đình biểu diễn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh hát đi
điều lý qua cầu, một nét đậm sâu câu dân ca Nam Bộ. Em hát tặng anh câu ca quan họ yêu nhau. Đã trổ hoa câu trong Nam bây giờ hoa bằng nắng tim nở, hoa của chuyện tình yêu một lần khi trăng lên ngồi tựa màn đêm. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Tiền, em cũng quán họ nghe tiếng đàn cầu ta nhịp gần nhau, nghe ấm tiếng đàn ta ở gần nhau. Anh với em tuy ở hai miền, trăng soi rừng tràm trăng sáng trên đồng lúa, không thấy lòng mình nặng câu thương nhớ. Người ơi, nghe ấm tiếng đàn ta ở gần nhau. Anh với em tuy ở hai miền, trăng soi rừng tràm trăng sáng trên đồng lúa, bỗng thấy lòng mình nặng câu thương nhớ. Người ơi, người ở người ơi, người ở đường về. Vâng, xin được cảm ơn giọng ca ngọt ngào và ấm áp của hai ca sĩ Ngọc Lâm và Thu Hà đến từ Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật xã Phương Đình ạ. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nam qua phần trình bày tiết mục múa của Câu lạc bộ Dân Vũ Thôn Ba biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem.
Vâng, xin được cảm ơn các thành viên của câu lạc bộ dân vũ thôn 3 đã mang đến hình ảnh của những nữ dân quân tự vệ, những người lính Cụ Hồ ngay trên sân khấu của đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay ạ. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho các nữ thanh niên xung kích được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa dân vũ Một Vòng Việt Nam với phần trình bày của câu lạc bộ dân vũ thôn 4 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Oh,
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục vô cùng sôi động đến từ câu lạc bộ dân vũ thôn 4 biểu diễn ạ. Vâng, và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Vân Dung với phần trình bày của Top Ca Nam, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trong lòng anh
Vâng, xin cảm ơn tiết mục rất ấn tượng của Tam Ca Nữ đến từ Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Thôn 1 ạ. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiết mục nhảy Cha 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 Mộng Đẹp Ngày Xưa với phần trình bày của Câu lạc bộ Dân Vũ Thôn 7 trình biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Xin được cảm ơn tiết mục rất ấn tượng đến từ Câu lạc bộ Dân Vũ Thôn 7 ạ.
Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Lời Du, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh với phần trình bày của ca sĩ Lê Mai đến từ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 4. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lời ru ai đò ngóng trông
muốn về quê mẹ mà không có đò. Lời ru biết mấy đợi chờ cha đi bộ đội, từng giờ mẹ mong thời gian con nước xuôi dòng, lời ru của mẹ ai đóng đầy lời ru. Làn môi chuông chim ngậm đầy lời ru. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng, với Thanh Trúc hôm nay rất nhiều cảm xúc khi được đứng đây trên sân khấu để phục vụ tất quý vị đại biểu và bà con. Và hạnh phúc hơn nữa là được gặp thầy Lê Mai và cô Loan, một trong những người thầy đầu tiên. Và chúng con thì con xin được chúc thầy và cô ạ thật nhiều sức khỏe ạ. Vâng ạ, và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa Xuân Về Trên Rừng Núi Vấn Vương Chợ Tình, một sáng tác của nhạc sĩ La Hoàng Quý với phần trình bày của Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật Thôn 1. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trên rừng núi
núi rừng đường dốc đá treo leo, anh qua bao nhiêu suối đèo về đây với tình em. Anh đến với chợ tình xưa, chợ tình thương nhau đó, tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ. Nghiêng nghiêng cả núi đồi chờ tình vui quá em ơi. Gái trai bên nhau hát đôi, lượn tìm nhau lưng đèo. Kia cánh tay em trắng non, đợi chờ anh với nào. Vậy em lòng lanh tim biết, càng gửi bao nhiêu tình. Ơ, chờ tình nơi đây, chờ tình thật đông vui lắm đó. Em chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình. Núi đồi chờ tình vui quá em ơi. Gái trai bên nhau hát đôi, lượn tìm nhau lưng đèo. Kia cánh tay em trắng non, đợi chờ anh với nào. Vậy em long lanh tim biết, càng gửi bao nhiêu tình. Ơ, chờ tình nơi đây, đông vui lắm đôi. Gái trai đến bên nhau, ôm lăn nghiêng đêm thâu hò hẹn. Tiếng cười lạ lơi, em chờ anh rượu say mất rồi. Chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình. Vâng, xin được cảm ơn tiết mục rất đặc sắc của các diễn viên của đoàn câu lạc bộ nghệ thuật thôn 1 đã đưa Thanh Trúc và quý vị đến với các phiên chợ tình của vùng cao ạ. Vâng, và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương với phần trình bày của ca sĩ Quang Dũng đến từ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 6 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời bao nắng bao ngày mưa,
đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bàn chân nắm bồn khuya sớm. Đất thương người, nè nói thân cỏ trên đồng. Nghe gì rào, đầu đó tiếng thi thầm của đất nỡ. Tiếng dòng sông, vô sóng gọi ta về. Đất bạc màu, và vai áo em bạc thêm. Nắng nghiêng trên đồng, mưa răng nối nhỏ em về. Đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm riêng. Nắng vẫn vàng trên đồng, và gió như miên man. Đất bạc màu, và vai áo em bạc thêm. Nắng mưa trên đồng, xa xa nỗi nhỏ ai về. Đất cùng ta, trời bao lắng bao ngày mưa. Đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Bàn chân nắm bồn khuya sớm. Đất thương người, lẽ nói thân cỏ trên đồng. Nghe gì rào, đầu đó tiếng thi thầm của đất nỡ. Tiếng dòng sông, vỗ sóng gọi ta về. Bàn chân nắm bồn khuya sớm. Đất thương người, lẻ loi thân cỏ trên đồng. Nghe gì rào, đầu đó tiếng thi thầm của đất nỡ. Tiếng dòng sông, vỗ sóng gọi ta. Cảm ơn giọng hát vô cùng ấm áp ngọt ngào của ca sĩ Quang Dũng ạ. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hà Tĩnh Quê Ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc với phần trình bày của chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật thôn 1, ca sĩ Duy Hưng ạ. Gió đung đưa cây khế sau nhà.
trời xanh là biển rộng. Đêm trong đêm để câu hò em hát, thương cha là đồng bất con tèn con cua, núi có nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông Lam chảy từ dòng Lam, ngàn phố ngàn sông như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoàng Sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố, Đồng Lộc ơi mười bông hoa vẫn tù. Vì Vu Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò vần thơ. Trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tèm con cua, núi có nên người vai mẹ gầy khô. Qua ngàn bão tố, Đồng Lộc ơi mười bông hoa bất tù. Vì Vu Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ hồ quê ơi. Vì Vu Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ hồ quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê gần đây ạ. Xin chúc câu lạc bộ